sao đây? Sao đây? Trời ơi, tôi đang làm cái gì vậy trời? Bình tĩnh đi, được không? Để tao tính cách cho. Nếu không là tù rụt xương đó. Bây giờ còn tính cách gì nữa? Mình không được rồi. Con Linh nó sẽ không khai ra mày đâu. Khác nào nó tự trồng vào cổ nó. Nhưng còn thằng kia, cái thằng kia nó nhìn thấy mình rồi. Tao đang tính đây, nhưng tao biết thằng đó. Để tao tính. Phải rồi, chỉ có cách đó thôi. Alo, anh Lâm Tổ hả? Tôi là Phát đây. Anh giúp giùm tôi chuyện này đi. Bây giờ anh gọi điện cho thằng Tân, dặn nó đừng có khai gì về hai thằng ăn trộm đã gặp tối nay, là tôi với thằng em thôi. Anh giúp giùm tôi lần này đi mà, chỗ làm ăn quen biết. Nghe đây Năm Hổ, mày có muốn tao phun ra chuyện cách đây 5 tháng hay không? Mày đã tới chung cư tao đẩy một bà già té cầu thang chết không hả? Phải, tao đã nhìn thấy hết. Và bây giờ tao còn nghi ngờ thằng Út Tân em mày đã dính vào cái chuyện này. Nếu hôm nay nó khai tao ra thì tụi mình sẽ chết chung. Sao hả? Được, coi như giao kèo giữa tao với mày. Chuyện gì đã xảy ra vậy anh hai? Bà Giang không phải tự té cầu thang. Anh biết cái chuyện này xảy ra đúng không? Tao chỉ thấy thằng Năm Hổ nó làm thôi. Tao không biết tại sao. Hôm nay nhìn thấy thằng em nó thì tao mới hiểu. Thằng đó có xích mích gì với con Linh, nên nhờ thằng anh nó xử bà già. Trời ơi, tôi đang dính vô cái chuyện gì vậy nè? Tôi không tin được vào cái đám nhân hồn của anh đâu. Tôi tự tìm cách tôi giải quyết. Thôi, mày yên chí đi. Giờ tụi nó không dạy gì mà khai ra đâu. Trước tiên mày phải xử lý cái tu dích này. Tôi phải chắc ăn mới được. Anh nghĩ coi, nếu như một người phạm tội giết người thì có thể bị tù từ 12 năm cho đến chung thân hoặc là tử hình. Nhưng nếu người đó dàn dựng ra một vụ cướp vào đúng thời điểm xảy ra chuyện giết người thì người đó chỉ bị phạt tù từ 3 năm đến 5 năm. Như vậy là thoát tội giết người rồi. Ủa, vậy thì tại sao không kiếm cái việc gì làm cho nó nhẹ tội hơn? Đi tù chừng vài tháng thôi, mắc mớ gì phải đi cướp làm gì? Nhưng mà cái vấn đề là anh cần phải có người làm chứng cho việc là anh đi ăn cướp chứ không phải là anh giết người.
có cách rồi. Anh làm giùm em chuyện này. Đây nè, ông có chắc là muốn làm chuyện này không? Nó muốn chắc ăn thôi mà. Mày hãy giúp nó đi, tao sẽ đưa tiền cho mày. Chịu khó nha. Số hàng này bao nhiêu tiền? Cho dưới 10 triệu. Thôi được rồi, khi nào người thay ca tới, anh cứ nói đúng những gì tôi đã dặn anh. Anh nhớ không? Tao nhớ rồi. Đúng 7 giờ kém thì tao định đi ra ngoài, rồi bị một thằng bịt mặt từ phía sau xông tới, đánh và trói tao lại. Nó còn dán băng keo vô miệng tao nữa. Sau đó nó lùng sục và lấy hàng ở trong kho. Rồi sao nữa? Khoảng nửa tiếng sau thì mày đi. Nhưng tao nghi nghi vì thấy tức mày quen quen. Tao nhớ ra mày là thằng Triệu ở cùng xóm. Cảm ơn anh nhiều. Xin lỗi anh trước nha. Đứng lại, giơ hai tay lên. Đi. Anh Năm, tha cho tôi. Anh Năm. Sao mày? Sao hả mày? Lần trước mày gọi điện hăm dọa tao hùng hồn lắm mà. Hả? Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ không muốn bị công an bắt thôi. Mày nói đúng. Cũng giống tao đó, tao cũng đâu có muốn bị bắt. Trước giờ thằng Năm hổ này chưa từng bị ai hăm dọa hết. Đám trèo còn phải nể mặt tao đó. Còn mày hả? Giỡn mặt dám hả? Lên Năm ơi, tôi ngu dốt, tôi không bao giờ dám nữa mà Năm. Tôi xin ra. Im lặng nghe tôi dặn. Nếu mày hở ra chuyện gì, dù chuyện để bà già ở cầu thang hay bất cứ chuyện gì có liên quan đến tao hay tới đàn em của tao, thì hai đứa con gái của mày và cả vợ của mày nữa sẽ được tao đích thân chăm sóc. Mày có hiểu chưa? Hiểu không? Làm ơn. Hả? Làm ơn đi anh Năm. Hiểu mày? Làm ơn. Làm ơn. Mày hả? Đi. Nếu như thằng em mày không đi tù thì giờ này nó cũng nằm đây làm bạn với mày rồi. Nhưng không sao, tao sẽ có tiết mục cho nó sau khi nó ra tù. Tụi bay lấy hàng cho tao. Dạ đại ca. Anh Năm ơi, chết đi. Này đại ca, mày đứng dậy. Mày đứng dậy. Đừng mày. Anh Năm ơi. Anh Năm ơi, tha cho em đi. Anh Năm. Ông không. Ông không. Làm ơn mình Năm. Mày làm ơn đi Năm ơi. Ngươi làm gì sao mày la? Bốp ông mày bây giờ à? Đừng mà anh Năm. Biếp. Biếp. Tôi xin anh đó, tha cho tôi.
Tao chưa chặt mà. Chứng mày còn nguyên mà. Đừng mà, tôi xin anh. Đừng. Sao? Tha cho tôi. Anh đừng. Chào chú. Chào chú. Thưa chú, đây là hồ sơ về băng nhóm của Nam Hổ. Đe dọa người khác, tiêu thụ đồ gian, làm thuê, chém mướn. Tại sao tới bây giờ chúng ta vẫn không có bằng chứng để mà bắt được Nam Hổ? Đàn em của nó rất là kỹ lưỡng. Đứa nào bị bắt cũng đều kín miệng hết. Ở dưới quận cũng đang nhắm tới tụi nó đó. Trở lại vụ án của chúng ta. Tại sao Nam Hổ lại giết má của Thùy Linh? Cái mối quan hệ của cô gái này thật là phức tạp. Phát khai là sau khi Triệu ra tù, đã tìm hiểu và biết Thùy Linh có được một số tiền cố định được thừa hưởng từ chồng cũ, cho nên định tống tiền của ấy. Nhưng mà không ngờ là đám Nam Hổ lại đánh hơi được, cho nên đã truy lùng Triệu. Mọi người cứ đọc kỹ lại hồ sơ, phân tích lại một lần nữa. Chúng ta phải vẽ lại sơ đồ các mối quan hệ có liên quan. Toàn, điều động thêm người tỏa ra theo dõi Thùy Linh thật sát. Dạ. Dạ. Và đối với nhóm Nam Hổ thì cố gắng đừng bứt dây động rừng. Dạ. Dạ. Ừ. Tìm hiểu thử xem vai trò của những người trong gia đình chồng của Thùy Linh. Tìm hiểu thêm tên Nam Hổ có vai trò gì. Dạ. Xem xét lại hồ sơ, bằng chứng ở hai hiện trường, coi có khớp với tên đàn em nào của Nam Hổ hay không. Dạ. Mẹ. Con gái. Mẹ cởi ba lô cho con nha. Dạ. Đi con. Dạ. Làm bắp bơ đi. Thôi được rồi, lát nữa mẹ làm cho con. Còn bây giờ con vô con tắm rửa, thay đồ, xong rồi ra ăn nha. Dạ. Ừ. Đi đi.
Alo. Cô em nghe máy. Vậy là đã nhận được thư rồi có phải không? Ông là ai? Không quan trọng. Quan trọng là những gì cô em đã làm trên đường gần rừng cao su tuần trước kìa. Cô em xỉu chứ vậy? Anh đã gửi kèm cho cô em vài thứ đâu. Mở ra coi đi. 10 phút sau anh gọi lại. Linh, em đi đâu về vậy? Cả ngày nay anh gọi cho em không được. Sao em không chịu nghe máy của anh? Em mệt, không muốn nói chuyện. Anh đi về đi. Em nói như vậy ý em là sao? Anh muốn nghĩ như thế nào cũng được hết. Không được, em phải nói cho rõ ràng đi. Chúng ta đang vui vẻ với nhau mà. Tại sao em lại xử xử với anh như vậy chứ? Chỉ có anh là vui vẻ thôi. Còn em thì không. Không có chuyện đó đâu. Anh đi về đi. Linh. Alo. Anh Quang, anh nói tôi có thể tin tưởng vào anh phải không? Tôi cần anh giúp đỡ. Tôi thật sự kiệt sức rồi. Cô đang ở nhà phải không? Dạ. Tôi sẽ tới ngay. Cảm ơn anh. Tất cả mọi chuyện là như vậy. Tôi đã bị căng thẳng quá mất. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Chắc chắn không thể thỏa thuận với bọn tống tiền này. Chúng ta phải tìm hiểu cái chứng cứ vô tội mà tụi nó có là cái gì. Chuyện cô Thanh chuyển tiền cho tôi, liệu có nhiều người biết không? Tất nhiên. Bên kế toán, thủ quỹ, luật sư, ngay cả thư ký nữa đều biết. À, tôi hiểu cô đang nghi ngờ chuyện gì. Bản thân tôi cũng đang thanh lọc lại người trong công ty. Và ngay cả người trong gia đình nữa. Ý anh muốn nói gì Tân?
Cách đây 7 năm, lúc A Thanh sắp làm đám cưới, tôi có nhờ người theo dõi điều tra thân thế của Tân. Có nhiều chuyện không tốt đẹp lắm. Ngày mai, tôi sẽ gọi điện hỏi thám tử. Tôi chưa từng nghi ngờ gì về cô để phải cho người tìm hiểu. Nhưng mà thật không ngờ, cô lại dẫn người khác vào nhà để trộm, tới nỗi cậu tôi bị đâm chết. Tôi xin lỗi. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi vẫn ăn năn và dày dò về chuyện đó. Có lẽ là ý trời mới xui khiến Triệu tới đó đâm chết cậu tôi. Nếu không thì con của anh ta đã bị cậu tôi sát hại. Anh nói cái gì? Chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa. Mà thực chất thì cô đã qua mặt tôi rất nhiều chuyện. Hồi đó tôi mới có hơn 20 tuổi, cho nên tôi còn rất là nông nổi. Vậy thì đừng có nông nổi nữa. Nếu mà cô tin tôi, cô có thể nghe tôi lần này được không? Ừ. Đưa cho tôi cái điện thoại mà tụi nó đã đưa cho cô. Tôi nghĩ chắc tụi nó dùng sim khuyến mãi, nên anh không phát hiện được cái gì đâu. Chắc chắn là vậy rồi. Nhưng tôi không xem số máy. Chứ anh tìm cái gì? Tôi chỉ kiểm tra phần mềm hoặc thiết bị nghe lén thôi. À. Cái này rẻ tiền, đời cũ. Có thể yên tâm rồi. Tôi cũng không nghĩ ra được chuyện đó. Cũng may, anh cẩn thận và chu đáo quá. Kinh nghiệm thôi. Tôi buộc phải như vậy. Vì nếu bị nghe lén, nó sẽ ảnh hưởng tới cái cách mà tôi sắp nói với cô đây. Alo. Minh hả con? Tối qua coi hết hồ sơ năm hổ chưa? Có phát hiện chuyện gì mới không? Nè. Bên Bảo vẫn theo sát Thùy Linh đó chứ. Chú ở nhà sáng nay. Có gì thì gọi điện báo cho chú nghe con. Thôi vậy đi. Hình như thiếu bình nước kìa Bình. Trời, quên sạc pin rồi. Mấy giờ rồi ta? Hơn 6 giờ rồi. Chết, em chưa viết bản báo cáo nữa. Cái thằng này. Ủa, mà anh Toàn đâu rồi anh? Đi trước rồi, lẹ đi. Dạ dạ, em xong liền xong liền. Thùy Linh. Hả? Tụi nó biết mọi độc tình của cô, cho nên thế nào cũng cử người theo dõi. Cho nên không nên đi xe của cô, ngồi phía sau đi, giấu mặt được. Xe Kia màu đen,
biển số 52U4870, xe đang rời khỏi Hồng. Lái xe là đàn ông khoảng 35 tuổi. Gọi lại đi. Tới ngã tư rồi, anh bảo vô nha. Ok, rút đi, anh theo liền. Bảo nghĩ của ta đi đâu vậy? Anh cũng không biết nữa. Anh nghĩ là chắc phải đi ngang qua cơ quan của mình, đến gọi người tiếp diện canh giữ bên vòng xoay. Ủa anh Bảo, anh Bảo nhìn kìa. Điều tra viên tên Minh. Khoanh vùng trong đám năm hổ thôi. Có khả năng nó là người mới gia nhập nhóm. Ừ, đúng rồi. Em cũng nghe râm ran á, là tụi nó về đầu quân cho năm hổ nhiều lắm. Nè, mày phải cẩn thận nghe. Tụi này nguy hiểm dữ lắm đó. Ờ, em biết rồi, em gặp tụi nó là em né liền. Nhưng mà anh, cho em hỏi thiệt anh câu nghe. Lỡ như em có chuyện gì, anh có cứu em không? Chắc chắn, hứa danh dự đó. Thiệt nghe. Cái thằng này. Em hỏi chơi thôi, chơi biết anh sẽ làm như vậy mà. Anh nghe này Quyên. Anh Toàn, Tùy Linh vừa tới đầu thú. À, đầu thú? Dạ. Có khai ra cái tên giết thuê không? Có chuyện đó, anh về chỉ huy đi. Giờ em và Trí phải ra hiện trường gấp. Sao phải trở lại hiện trường chứ? Em nghĩ biết đâu lục lạo một hồi sẽ tìm được chứng cứ hung thủ để lại. Nè, hung thủ để xóa chứng cứ gì sao? Thôi, em sẽ kể sao. Giờ em phải đi rồi. Anh về cơ quan chỉ huy nha. Anh biết hôm nay chú Kiệt có việc rồi đó. Ừ, được rồi, anh về ngay. Nè, có tin dạ. Gì mới báo anh nha. Dạ. Vậy, cô nhớ chính xác lúc đó là mấy giờ sao? Sáng sớm ngày nào tôi cũng đến mở cửa tiệm vào giờ đó. Cho nên tôi nhớ rất là chắc chắn. Vậy bây giờ thì cô hãy kể lại chi tiết sự việc đi. Tới sớm quá đó chú rể à. Ờ. 6 năm. Đủ lâu để cho người ta nôn nóng mà. Chào em, tình nhân cũ của anh. Anh ra khi nào? Câu hỏi này nghe qua thì cứ tưởng là quan tâm tôi. Nhưng thực chất nhìn ánh mắt của em kìa. Em chỉ muốn tôi chết rụt xương ở trong tù thôi đúng không? Em không có ý đó. Chắc chứ.
Mọi chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. 6 năm trước em đã nói dứt khoát với anh như vậy rồi mà. Cô không cần phải nhắc tôi. Tôi nhớ như in từng câu từng chữ mà cô đã nói với tôi. Nhưng có lẽ là cô quên rồi. Vì cái gì, vì ai mà tôi phải vào tù? Lúc đó em còn quá nông nổi. Em... Cô thôi đi. Cô chỉ biết cho bản thân mình, chỉ biết dung dáng cho bản thân của mình. Xảy ra chuyện gì cô cũng đổ thừa cho hoàn cảnh. Cô lôi mọi người vào cuộc. Khi xong việc, cô lại quay về với bản ngã của chính mình. Chuyện đã qua lâu rồi mà. Sao bây giờ anh lại... Không, quá là qua với cô thôi. Bản thân tôi, tương lai của tôi đang phải ngụp lặn trong cái vũng bùn mà cô xô tôi xuống kìa. Anh hai tôi bây giờ đã trở thành kẻ tàn phế kìa. Không, tất cả vẫn đang diễn ra. Chỉ là cô chọn cách quay lưng đi. Quay đi mà không nhìn lại mà thôi. Bây giờ anh muốn em phải làm cái gì? Tôi không ghét bản thân mình. Bản thân tôi cũng không biết phải làm gì với cô nữa. Trước giờ tôi chưa từng đánh cô đúng không? Sáu năm nay tôi đã nghiền ngẫm rất kỹ rằng tôi phải làm gì với cô sau khi tôi ra tù. Ít nhất một lần trong đời, cô phải trả giá cho tất cả những gì mình gây ra. Như vậy mới công bằng. Anh muốn làm gì? Anh đứng yên. Anh đừng đến gần đây. Chúng ta tới cái mức này rồi sao? Đâm đi. Nếu như cô có thể thì đâm đi. Không, đâm em đi. Không muốn làm như vậy. Nhưng mà nếu như anh tiến gần tới, em buộc phải tự vệ. Bình tĩnh. Bình tĩnh đi. Tôi không có giết cô đâu. Tôi chỉ muốn tới đây đòi lại những gì thuộc về tôi mà thôi. Anh tha cho em đi. Em xin anh hãy tha cho em đi. Em xin anh hãy tha cho em. Buông tha cho cô à? Tôi không còn là thằng Triệu ngu muội để nghe theo những lời ruồng quến trước kia của cô đâu. Bây giờ thì đứa con của tôi, số tiền mà cô hưởng từ lão già đó, cô phải trả lại tất cả cho tôi. Đưa hết cho tôi. Trả đi. Trả đi. Trả đi. Lúc tôi bỏ xác của anh Triệu ở đó, tôi không hề biết là ảnh còn sống. Tôi cũng không thấy có nhịp thở. Với lại lúc đó tôi cũng sợ quá cho nên tôi cũng không có kiểm tra kỹ. Nhát đâm đó đã trúng ngay thận. Chính vì vậy anh chỉ bị gây sốc tạm thời thôi. Nhưng chắc tại vì bỏ vô cái bao ni lông cho nên ảnh mới bị ngợp. Nếu lúc đó cô đưa anh ta đi cấp cứu thì vẫn còn kịp. Như vậy, kẻ tống tiền cô có những bức hình chính là kẻ đã tới sau và siết cổ Triệu chết. Nếu vậy, kẻ tống tiền chính là hung thủ. Lần này chúng ta phải bắt hắn tại trận thì mới kết tội được. Nhưng mà hắn nói với cô Linh đây là hắn có bằng chứng vô tội, mà cổ cũng vô tội. Nhưng mà như vậy, cô hãy cho tôi biết sự thật đó là gì.
Có điều này cũng chỉ là nghi ngờ, nhưng mà biết đâu giúp ích được. Cô Linh và tôi có nghi ngờ một người tên là Tân, cũng là thành viên của gia đình tôi, có tham gia sự việc này. Nó là người biết Linh có số tiền lớn, và cũng chính nó là người đã thuyết phục em gái tôi chuyển số tiền thừa kế sang cho Linh. Nhưng chắc tại vì bỏ vô cái bao ni lông cho nên ảnh mới bị ngợp. Nếu lúc đó cô đưa anh ta đi cấp cứu thì vẫn còn kịp. Như vậy, kẻ tống tiền cô có những bức hình chính là kẻ đã tới sau và siết cổ Triệu chết. Nếu vậy, kẻ tống tiền chính là hung thủ. Lần này chúng ta phải bắt hắn tại trận thì mới kết tội được. Nhưng mà hắn nói với cô Linh đây là hắn có bằng chứng vô tội, mà cổ cũng vô tội. Nhưng mà như vậy, cô hãy cho tôi biết sự thật đó là gì. Có điều này cũng chỉ là nghi ngờ, nhưng mà biết đâu giúp ích được. Cô Linh và tôi có nghi ngờ một người tên là Tân, cũng là thành viên của gia đình tôi, có tham gia sự việc này. Nó là người biết Linh có số tiền lớn, và cũng chính nó là người đã thuyết phục em gái tôi chuyển số tiền thừa kế sang cho Linh. Thật ra chúng tôi đã biết qua về người tên Tân này, và đó cũng chính là em ruột của Năm Hổ. Và thủ phạm lại là một người trong băng của Năm Hổ. Xem ra kẻ tống tiền chắc cũng là đám đó rồi. Anh Toàn, chuyện của Tân trước đây... Cứ nói cho cô biết đi. Cô Linh, chúng tôi tin rằng Tân chính là người đã sai Năm Hổ đẩy má của cô té xuống cầu thang hồi 6 năm trước đây. Không phải là má tôi tự té sao? Nhưng mà bây giờ chúng tôi muốn biết giữa Tân và cô có chuyện gì xảy ra không? Tân là người hồi đó lái xe đụng má tôi, rồi sau đó... Tôi mới nhớ ra cái ngày mà má tôi gọi điện nói là má tôi nhìn thấy người đụng má tôi ở trong tấm hình cưới. Tôi ra ngoài nghe điện thoại, rồi thằng Tân nó cũng đứng ở ngoài, nó đang hút thuốc. Nghĩa là nó đã nghe thấy hết và nhờ Nam Hổ đi giết má cô trước để bịt miệng. Sự thật là chính Phát đã nhìn thấy Năm Hổ đẩy bà Giang xuống cầu thang. Quãng đường từ nhà Năm Hổ tới nhà bà Giang chỉ bằng 1/3 từ nhà cô, nên có lẽ Tân đã gọi điện cho anh hắn và Năm Hổ đã tới trước cô. Không được, không thể nào để cho thằng Tân lại gần anh Thanh và bé Thỏ được. Bé Thỏ! Nè, không được. Nếu bây giờ anh làm Tân nghi ngờ, hắn sẽ báo cho Năm Hổ, vậy là hư chuyện hết. Anh yên tâm, đây là những người bảo vệ thân tín của tôi, họ sẽ biết cách làm gì, và tôi sẽ dặn họ là chỉ để mắt tới thôi. Anh Toàn, chuyện này mình có nên báo cho chú Kiệt không? Giờ này chắc chú đang trên đường tới đó. Anh nghĩ là... Em nghĩ bây giờ anh Toàn nên chỉ huy đi. Chúng ta sẽ báo cáo lại chú sau. Bây giờ chúng tôi sẽ để cô đi. Anh Khoa và cô hãy rút tiền về nhà đợi. Sẽ có 2 trinh sát theo 2 người. Chắc chắn là kẻ tống tiền sẽ theo dõi cô.
Và hắn cũng biết cô đang bị công an theo dõi vì là nghi phạm trong vụ án của Triều. Tốt nhất cô hãy tỏ ra không hề biết chúng tôi. Và bây giờ cô cứ việc làm theo tất cả mọi hướng dẫn của chúng. Cô hiểu không? Dạ. Dạ, chúng tôi xin phép. Ừ. Cho người chốt chặn quanh khu nhà của Thùy Linh. Chúng ta sẽ tạo 3 lớp theo dõi. Nhóm thứ nhất, 2 trinh sát theo Thùy Linh sẽ để lộ cho bọn Tống Tiền biết. Nhóm thứ hai, do Bảo chỉ huy. Nhóm này sẽ kín đáo để mắt xem bọn theo dõi là ai. Nhóm thứ ba thì chúng ta đứng ở ngoài. Mọi người nên nhớ, hãy nghe theo hiệu lệnh của tôi. Trong trường hợp thấy bị lộ thì phải rút ngay. Rõ. Khả năng đám năm hộ đứng đằng sau vụ này là chắc chắn. Chúng ta đang có cơ hội bắt chúng. Không được xảy ra sơ sót. Nè, cử thêm một nhóm khác theo dõi Tân từ nhà. Dạ. Rồi. Vé số đây. Vé số đây. Mua vé số đi. Không mày ơi. Vé số điện trai. Không mua mày. Đại ca, mua vé số đại ca. Ông mua mày, mua hoài. Có bao cô nào không? Bao luôn. Biển. Nói biển nha. Giờ sao anh? Bây giờ tụi bay chia nhau ra mà theo dõi nó. Chuyện gì vậy mày? Bay vé số, bay vé số. Mua vé số. Nhưng mà anh Năm, còn Phi Vũ đó làm sao anh? Bảy tám chín rớt hết trơn rồi. Ừ. Dạ chào, chào anh. Tùng Sư Quách, giờ này mới tới hả mày? Tụi bay đi làm đi. Dạ em đi anh Năm. Dạ, dạ em đi. Ừ. Có đồ chưa? 8 giờ ngân hàng mới mở cửa. Cho nó lấy tiền. Về nhà còn chuẩn bị này nọ nữa. 8:30 hãy gọi cho nó. Con Linh nó đang bị tụi Chèo theo dõi đó. Nó đang là nghi phạm vụ giết Thành Kiệu đó. Bây giờ mình đánh lạc hướng nó. Hơi nguy hiểm một chút. Nhưng nếu để lâu là mất ăn. Con nhỏ suy sụp lắm rồi. Mày nghe tao dặn kỹ đi. Anh ơi, mua giùm em tờ giấy số đi anh. Không có mua mày. À,
Như vậy là xong ha. Ok. Mọi việc cứ tiến hành theo kế hoạch. Yên tâm. Dặn tất cả đàn em của anh cẩn thận đó. Ví dụ này phải làm cho tốt. Yên tâm. Khi này con nhỏ này coi như chết chắc rồi. Chắc chắn. Anh Toàn, em tìm được thằng giống như trong hình rồi nè. Nhưng tụi nó chiến quá, em không chụp được rõ mặt. Nó đúng là ở trong băng Năm Hổ. Em gửi kèm hình cho anh nè. Mày hả? Kỳ này đã xong nhiệm vụ rồi, chuẩn bị có lúa vô túi. Mọi người chờ sẵn ngoài nhà Thùy Linh. Làm ra vẻ như bình thường. Dù biết có người phát hiện, vẫn cứ đi theo. Toàn nghe. Chặn luôn con đường phía sau chung cư. Khi nào có hiệu lệnh, hãy tập trung. Rồi rồi. Anh Toàn, bên kỹ thuật vừa gọi. Alo. Kẹp ở giữa. Để sâu xuống dưới đáy. Để hai ba cái đề phòng. Anh Toàn à. Từ sáng tới giờ anh vẫn chưa uống thuốc đó nha. Anh hơi rối. Anh Toàn ơi, khoảng 11 giờ chắc chú Kiệt đã xong việc. Nếu chiến dịch của mình còn thì em sẽ gọi báo cáo chú nha. Không tin tưởng anh hả? Anh biết không phải mà. Nhưng trong thời gian uống thuốc này, chắc chắn anh không thể khỏe được như thường ngày. Được, 11 giờ anh sẽ gọi báo cáo chú để chú chỉ huy. Alo, bé Anh tới chưa? Anh Thanh với bé Thỏ sao rồi? Còn thằng Tân nữa. Được, cứ giữ khoảng cách. Chỉ cần thằng Tân ra khỏi nhà là báo cho tôi ngay. Rồi, cảm ơn. Anh Khoa, sao anh không kêu A Thanh đưa bé Thỏ ra khỏi thằng Tân đi? Không có được. Tính của A Thanh đó rất là sốc nổi. Nói ra như vậy, cổ xa thỏi thằng Tân ngay. Vậy thì kế hoạch của mình sẽ bị hỏng. Chưa kể còn nguy hiểm nữa. Thằng Tân nó đã đụng má tôi. Sau đó nó giết luôn má tôi. Thật là dã man mà. Bây giờ tôi phải về nhà. Tôi phải tìm cách đem A Thanh và bé Thỏ tránh xa khỏi thằng Tân ngay. Tôi sẽ quay lại ngay.
Cô có sao không vậy? Cô bị như vậy làm sao mà đi giao tiền được chứ? Cô uống nước đi. Tôi ngồi nghỉ một lát là sẽ khỏe lại thôi. Hai hôm nay tôi không ngủ cho nên hay bị chóng mặt. Nếu lát nữa tụi nó có gọi, cô hãy xin cho tôi đi theo. Lý do là cô sợ hay là lo lắng gì cũng được. Cứ nói tôi là bạn trai của cô. Ai sai mày theo dõi tụi tao? Nói. Dạ anh toàn công an. Phun hết ra cho tao. Nhanh lên. Có hình chụp của anh ở khách sạn vụ giết người, nên anh Toàn kêu em tìm hiểu. Anh đâu? Em đây. Mày đã báo gì cho nó rồi? Em chưa có biết gì, cho nên em không có báo gì hết. Mày tiếp tục nói láo tao thì mày không sống nổi qua hôm nay với tao. Anh. Có một tấm hình em vừa gửi tin đi trong điện thoại. Sao rồi? Nó chỉ là một con chuột chỉ điểm cho tụi chèo thôi. Nó biết gì rồi? Tụi nó đang để ý tới bằng của anh đó. Có ảnh hưởng tới chuyện lát nữa không? Tụi nó chưa biết gì nhiều đâu. Cứ làm nhanh gọn vậy là xong. Nếu vậy mày cũng nên phán về Thái. Lẹ đi mày. 5 ngày nữa xong việc cho boss, tôi sẽ bay về Thái. Không có chứng cứ gì, anh khỏi phải lo. Đợt này không về thăm ông già được rồi. Mày cứ đi đi. Ông cũng lú rồi, ông không biết mày là thằng nào đâu. Kêu vài thằng ra ngoài kiểm tra con có đuôi hay không rồi hãy đi. À, còn nó thì sao? Anh ơi, anh ơi, làm ơn tha cho em đi anh. Anh tha, anh tha cho em. Em thề em không nói cho anh nghe chuyện này đâu anh. Tha cho em đi anh. Em thề với anh luôn á.
Chỉ có người chết mới giữ im lặng. Tao sẽ giúp mày giữ lời thầy đó. Anh ơi, em biết một cái tên này nè. Có thể giúp cho anh á, có thể giúp cho anh. Mới nãy em có nghe anh Toàn nói có hai người quay lại hiện trường để tìm chứng cứ đó anh. Họ nghĩ có chứng cứ để lại đó. Sao vậy? Mày nghĩ có gì ở đó hả? Hôm đó cái nắp dầu bị rớt, đổ ra túi quần, nóng hết cả bắp dế. Lúc đứng chờ thằng Thi chụp hình con Linh, tôi bực bội quăng mẹ nó xuống đó. Má nó, sao tụi nó biết được? Trời ơi, tao đã biểu mày bỏ cái trò hết đó đi mà. Từ đây tới đó bao lâu? Khoảng một tiếng. Tụi nó đi bao lâu rồi hả mày? Dạ. Em nghĩ khoảng 15 phút đó anh. Nó có bao nhiêu đứa? Dạ, có một con nhỏ. Một con nhỏ với một nhóc. Để tao kêu thằng Thi kéo mấy đứa đi với mày. Còn vụ kia thì sao? Để tao lo. Mày đi mau đi. Đợi đó. Mày có chờ tao đó. Vậy thì tốt rồi. Cứ theo sau họ. A Thanh chở bé Thỏ đi chơi rồi. Kiểu này là tới chiều luôn. Cô có thể yên tâm rồi. Ừ. Cô phải mạnh mẽ lên. Tôi nhớ lần đầu gặp cô, cô rất là bướng mà. Đúng không? Chắc tại hồi đó tôi không có gì để mất hết. Còn bây giờ trải qua quá nhiều việc, tinh thần của tôi thấy kiệt quệ quá. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Cố gắng lên. Tôi sẽ đi tù. Tôi phải trả giá cho những hành động của mình. Quả báo. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã qua rồi. Nếu như tôi cố gắng sống tốt thì tôi sẽ được thanh thản cho đến hết cuộc đời này.
cũng mấy năm trôi qua rồi. Vậy mà không ngờ cuối cùng nó cũng quay trở lại tìm tôi. Linh à, quả báo thì không có ngày hết đát đâu Linh. Anh Triệu nói rất đúng. Anh nói tôi cứ viện hết lý do này đến lý do khác cho hành động của mình. Thực ra tất cả đều do tôi lựa chọn. Cô và Triệu thật tình mà nói là một cặp rất là đẹp đôi. Anh là người duy nhất mà tôi từng yêu. Chúng tôi quen nhau từ khi mới có 15 tuổi. Tôi gặp A Thanh cũng vào lúc cô 15 tuổi. Má tôi với cậu Hoàng là chị em kết nghĩa với nhau. Lúc má tôi qua đời, cậu đem tôi về nhà và tôi mang họ của cậu. Thì cô hiển nhiên xem tôi là anh trai rồi. Anh không định nói cho cô biết tình cảm của anh hả? Trong tình yêu, gặp đúng người vẫn chưa đủ, còn phải đúng thời điểm nữa, đúng không? Alo. Mày sẽ theo dõi tiền. Tao sẽ nhắn cho mày địa chỉ nhà nghỉ và số phòng. Mày cứ đến đó, tao sẽ hướng dẫn tiếp. Lát tôi đi cùng với bạn trai tôi được không? Tại vì số tiền nhiều quá, đi một mình tôi không có an tâm. Được, nhanh đi. Đi. Ê em, vậy ê mày, xe của nó mới chạy qua kìa. Đi. Chị Quyên, nhìn chỗ nào cũng giống nhau sẽ biết được chị Quyên. Chị canh được mà. Lần sau phải để ý kỹ tọa độ, điểm nhận biết và các thứ xung quanh hiện trường, biết không? Dạ, em biết rồi. Bây giờ đi hướng nào chị? Hướng này. Dạ. Nhà nghỉ không Ngọc hả? Được, anh tới ngay.
Phải chỗ này không chị? Trời, đúng là chỗ này rồi. Bây giờ em đi thẳng lên một chút nha. À kia kia. Dạ. Em chạy chậm một chút đi, để chị quan sát đường đi xung quanh có manh mối gì không. Dạ. Dạ, dạ em chào anh. Cho tôi lấy một phòng đi. Dạ, phòng của anh. Cho anh phòng 15 được không? Ở phòng này cũng đẹp mà anh. Cho anh phòng 15 đi. Mỗi lần tới đây anh đều ở phòng đó mà. Dạ được. Giúp anh nha. Dạ đây. Cảm ơn em. Dạ, không có gì. Dạ chào anh. Không có gì ở đây hết. Bằng chứng của tôi nói để ở đâu? Thầy cứ để. Như một, cứ đứng gần đó. Cố ý gây sự chú ý cho hai tên đàn em nam hộ. Nhóm hai, bảo cho một lối phía sau. Nè, có một tên đang gọi điện. Chắc là báo cho nam hộ. Hồi sáng có mày không? Minh. Hình mờ quá. Nhưng mà dáng dấp thì tương đối giống đó. Khoan, để em coi đã. Ý, chính nó rồi. Để anh gọi thằng Út. Đứng ở góc nào? Anh Toàn. Hả? Nhóm bảo báo cáo có thêm một người theo sau Thùy Linh. Anh nhìn kìa, hướng 11 giờ.
Lục Quyên. Nè, Như Mai, tên Quyền đang nằm trong tầm ngắm của hai tên đàn em Nam Hổ. Cứ đi nghe. Tụi nó đặt phòng sẵn ở đây, không loại trừ trường hợp là tụi nó nghe lén hay đặt máy quay giám sát mình. Cẩn thận, cứ tỏ ra là không biết gì hết, hiểu không? Không thấy gì hết. Tụi nó có gạt mình hay không vậy? Mình cứ chờ thêm một lát nữa đi, biết đâu một lát nữa tụi nó gọi lại. Tụi nó sốt ruột rồi. Tôi mong mọi chuyện sớm kết thúc, chứ thần kinh tôi căng thẳng quá, tôi không thở được. Bình tĩnh đi. Không có gì đáng nghi, chơi thôi. Dạ. Tiếp tục nghe đi, có gì kêu tao. Dạ biết rồi. Alo. Mày đã vô phòng số 15 chưa? Tôi tới đây 5 phút rồi. Bằng chứng ông nói để ở đâu? Bình tĩnh đi cô em, nghe theo hướng dẫn sử dụng đi. Rồi bây giờ mày kêu thằng bạn mày dỡ cái đệm giường lên. Bên dưới đó có một cái giỏ xếp, lấy ra đi. Rồi, lấy rồi. Bỏ tiền qua cái giỏ dùng đó. Xong rồi. Bây giờ mày xách cái giỏ dù đi ra trả phòng. Ở gần khách sạn có một cái siêu thị, tụi bay vào đó, gửi cái giỏ ở nơi ngăn tủ gửi đồ, rồi vô khu tự chọn mua cho tao vài thứ. Nhưng mà khoan đã, rồi bằng chứng tôi ngoại phạm ông để ở đâu? Nghe tôi dặn trước đã, cái đám đàn bà tụi bay đang bị mấy thằng công an theo sát đó. Khôn hồn thì cố tỏ ra bình thường đi, đừng có gây sự chú ý với nó đâu. Nhớ kỹ những gì tao dặn chưa? Bằng chứng để ở trên đầu tủ quần áo, coi cho đã mắt đi. 10 phút nữa phải có mặt ở siêu thị, ta sẽ gọi lại.
Bình tĩnh đi Linh, bình tĩnh. Bây giờ mình phải ra siêu thị ngay. Đi Linh. Đi Linh. Chạy lên. Sao họ lại đi bộ? Thôi được rồi, lát nữa chị về rồi nói. Bây giờ chị đang làm việc ha. Ừ. Đúng là đàn bà con gái tám ghê thiệt. Nè, chị ký đầu em bây giờ nghe. Chị. Ủa chị, sao mình tìm ở hướng này chị? Theo tấm hình mà Thùy Linh bị tống tiền khi bị hung thủ chụp hình cổ là từ hướng này, tức là ở khoảng cách gần đây. Tụi nó phải rình mò ở gần đây mới có thể chụp được. Hy vọng là chúng ta sẽ tìm thấy chứng cứ gì đó. Nếu không có thì sao? Công cốc à? Vậy thì chúng ta biết mình không bỏ sót. Chứ công cốc gì? Nếu tên hung thủ chuyên nghiệp như vậy, chắc chắn sẽ có hồ sơ lưu của hắn. Do đó, chỉ cần một mẩu thuốc lá nhỏ thôi, cũng đủ phá án rồi. À, chị Quyên, có chuyện này em thắc mắc, mà không dám hỏi. Hôm nay là ngày gì mà sau hết anh Toàn rồi tới anh Minh? Đều nói là để cho chú Kiệt riêng tư, không gọi cho chú báo cáo gì. Hôm nay là đám giỗ đứa con của chú. Con của chú? Ừ. Lúc vợ chú, cô Cúc đang mang thai, sắp tới ngày sinh, thì gặp phải bọn côn đồ. Chúng từng bị chú Kiệt bắt, cho nên tụi nó đâm xe cô để trả thù. Hả? Cô thì may mắn qua được, nhưng còn đứa bé thì... Điều đáng tiếc nữa là cô không thể có con được nữa. Trời! Ba em cũng bị tụi nó. Thấy rồi. Chị, lại đây.
lấy bọc cho chị. Dạ. Cầm giùm chị. Dạ. Chị nghe Minh. Alo, chị Quyên hả? Chị giờ tí rồi khỏi đó ngay. Đám thằng Năm Hổ đang tới đó. Chạy ngay đi. Chị. Hả? Đi thôi. Chị Quyên. Đi đâu vậy chị? Chị Quyên, đợi với chị Quyên. Đi lẹ đi. Hả? Giờ sao chị Quyên? Dậy. Kỳ Trí. Đứng lại. Chị Quyên. Đứng lại. Chị. Sao bây giờ chị Quyên? Chia ra hai ngã, chị sẽ gây sự chú ý của tụi nó. Em chạy ra đường lộ, nghe không? Dạ. Các người nghe đây, tôi đã có chứng cứ chứng tỏ các người phạm tội và đã báo thông tin về cơ quan. Khôn hồn thì tự động đầu thú đi. Tụi bay ra đầu thú đi. Biết cách mù lắm. Lên. Lại. Chạy vào đâu? Chứng cứ đâu? Chứng cứ đâu? À, anh Tùng, các thằng nhóc kia dữ rồi.
Bây giờ thì mày không cần phải nói gì nữa. Tao sẽ biến đi sau khi tao xử xong mày. Cái chứng cứ chó chết của mày không làm gì được tao đâu. Mày có biết cái xác chết xiết cổ bao giờ cũng đẹp nhất không? Không máu, không dơ bẩn, và còn được ngắm nhìn con mồi dương mắt ra nhìn mình từ từ đi vào cõi chết. Mày có biết không hả? Hả? Quyên, anh sẽ cổng em ra. Cái dây giải hung khí lại. Em đó, bệnh nghề nghiệp quá đi. Ráng con, cố lên con. Ráng đi em, sắp ra khỏi đây rồi.